vứt bỏ. Ôi, xin chào quý vị, đây là Tuấn và welcome quý vị tới channel của Tuấn Life and Motorsports. Hôm nay Tuấn sẽ lái chiếc Hypermoto 950 của Tuấn về quê của Tuấn, một nơi mà Tuấn đẻ. Ở đó là nó gọi là Long Khánh, Đồng Nai. Và đây Tuấn sẽ lái chiếc này về, mà này là lần đầu tiên Tuấn đi xa. Nói chung là bây giờ hiện tại là chiếc Hypermoto này rất là ok để đi xa, dầu nhớt tune up đầy đủ hết rồi. Và bữa nay Tuấn sẽ trải nghiệm đi xa một bữa, tại vì tương lai Tuấn muốn lấy chiếc xe này đi xa nhiều nơi lắm. Và hôm nay là ngày đầu tiên Tuấn thử đi xa, nó cũng không đi xa lắm. Nói chung là Tuấn check cái Google Map rồi, từ đây đi tới Đồng Nai cũng tầm một tiếng mấy. Nhưng mà đương nhiên Tuấn sẽ ngừng ở đây, ngừng ở kia lúc mà mệt thì Tuấn cho nó thêm nửa tiếng nữa đi, thì cỡ tầm 2 tiếng mấy đó. Rồi đi nha. Mỗi lần mà Tuấn lấy xe ra nhà này thì cũng phải rất là cẩn thận, vì chúng đằng sau là cái bàn thờ và ở trước mình thì cửa kiến. Nhưng mà cái này là chiếc mô tô thứ 5 của Tuấn, và Tuấn thấy là trong cả tất cả dòng mô tô mà Tuấn đã từng chạy ấy, là Ducati này là nhẹ nhất, rất là dễ. Dù ra mối tội là cái chiếc Hypermoto nó hơi cao một xíu thôi, nhưng mà sự thật nó rất là nhẹ nha. Nó bằng cái tà nặng của nó cũng bằng chiếc SH350 á. Tại xưa Tuấn cũng mua chiếc SH350 chạy được cỡ tuần à, mà Tuấn bán nó lại tại vì tôi thấy cái chất lượng của nó dở quá. Rất là nhẹ luôn, chạy rất là thoải mái. Thôi mình đi thôi nha. Rồi mình đi thôi. Từ đây tới Long Khánh Đồng Nai sẽ tầm, nhưng hồi nãy Tuấn nói tới 2 tiếng rưỡi. Hồi nãy Tuấn nói 2 tiếng nhưng mà hồi giờ Tuấn cho 2 tiếng rưỡi nữa nha. Tại vì Tuấn cũng phải cần ghé tiệm Ducati đi. Bữa nay là sáng thứ 6, bữa nay là Tết Trung Thu rồi. Bữa nay là lễ Trung Thu nè. Nói chung là đường xá Việt Nam lúc nào cũng đông ít, đông đít hết. Cái anh trai này chạy chiếc gì nè? Chiếc cấp 67 thôi. Cái anh mặc áo khôi á, nhìn chiếc cấp của anh cũng chắc thay đổi cái phuộc. Và trước khi Tuấn đi hướng về Long Khánh Đồng Nai, Tuấn sẽ đi ăn sáng trước đã. Và đi ăn phở. Cái chỗ phở này là nó được giải Michelin Guide. Không có được ngôi sao nha, nhưng mà chỉ được vô cái Michelin Guide thôi. Và hôm bữa Tuấn ăn, Tuấn thấy cũng rất là ngon, rất là đậm đà và rất là ít bột ngọt. Vô cái bảng họ nói là họ không có nấu bằng bột ngọt. Và Tuấn thấy rất là, tại vì Tuấn mà ăn chỗ nào mà nhiều bột ngọt á, ăn xong nó ngứa mắt lắm. Nhưng mà Tuấn ăn chỗ này rất là ok. Bây giờ mình đi thử nha. Thôi Tuấn không nói nữa để cho các bạn nghe chút xíu tiếng bô. Quá hay. Ôi trời, chậm lại bạn ơi, trong thành phố.
là nơi phở Michelin Guide, các bạn thấy không? Thấy cái sign đỏ bự chà bá trên trên cái sở, cái tên này là phở Phường 25 nha. À. Sáng thôi. Không GoPro không phải livestream. Chúng nó về edit mới mới up lên. Rồi rồi rồi. Nói trên cái phở đặc biệt. Không đặc biệt. Nhưng mà họ không có lấy cái này. Không có lấy cái này nha. Lấy mỗi thứ không. Không. Lấy hết tất cả nhưng mà đừng có lấy cái này với lại cái này. Như với lại gì? Pin. Nhiều pin. Ok. Đang. Sụn lại nha cái giống. Đang. Không phải luôn. Không đặc biệt, không sụn, không biết. Đưa lên đó, đứa ngồi bên này, đứa ngồi bên kia, hai đứa nó đâu có hai đứa không chịu ăn. Ở đó ngồi nó ta đâu chịu ăn. Hai người ngồi bên đây. Hai người kia ngồi bên này, đứa hai đứa kia. Cái chỗ này là không được, đó là nó lên được cái Michelin Guide, cái phở của mình. Ủa, cô Hưởng có đặc cảm hả? Ôi, nhìn ngon thế. Đuổi cái này đuổi chưa? Dạ. Cái này đuổi chưa? Cái cũ mà. Dạ chồng. Tại vậy. Rồi bây giờ mình thử phở ở đây nha. Nói chung là Tuấn đã ăn ở đây một lần rồi, cái này lần thứ hai. Và cũng kêu y như vậy luôn, câu đặc biệt. Chấm thịt bò. Pretty good. Ngon đó. Bây giờ Tuấn sẽ đi qua quận 7 rồi đi thẳng về Long Khánh Đồng Nai. Nói chung là tại vì Long Khánh Đồng Nai nó cũng gần thì mình đi tàn tàn cũng được, không cần đi gấp. Nhưng mà ví dụ nếu mà Tuấn đi, Tuấn nghĩ nếu mà tương lai Tuấn đi Đà Lạt hay là đi Phan Thiết hay gì đó thì là sáng sớm là phải xuất phát, chứ không có cái vụ mà cứ tàn tàn như vậy được. Nó mất thời gian, như lại nó sẽ rất là nắng. Rồi, tới Ducati. Rồi. Đây. Ducati. Push, push. Chào. Vâng. Thank you nha. Bữa nào gặp đãi cà phê lại nha. Ui. Panagala đẹp quá, dạ. Wow. Có cặp bồ gần 5.000 ấy. Bồ này chắc không phải gần 100 triệu. So, do you use little for that? No, no. In Vietnam it's too short. Only 1,500 euro. Wow. Có cặp Olens nữa. Hello. Xin chào. Kênh YouTube của anh. Dạ. Mấy video trước có cái video em có comment là sắp tới em lấy con hai bơ. Em có hỏi cái máy quay đó. Xin chào. Dạ, con có nhớ khỏe không bro? Thì
cái đẹp quá. À, cảm ơn nha. Cái bô, cái cổ anh đi như vậy nhìn nó hay quá. Vâng, mình là chắc người đầu tiên cả thế giới á. Vâng, tại vì nhiều người họ cứ nói là nó không đẹp á. Dạ. Nhưng mà mình cái design kiểu mình suy nghĩ là mình tiếng Việt nói sao ta? Mình là form function trước á. Dạ. Rồi form sau. Dạ. Miếng xanh nó có một cái tác dụng tốt á thì mình dùng trước. Dạ. Nhưng mà nó rất là bớt nóng cỡ chắc cũng phải 90% á. Dạ. Vâng. Nhất là khi mà mình chở người ngồi sau á, cái form thì nó là cái cổ chân ở đây là nó rất là nóng. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, super nóng luôn. Với lại cái tiếng nó cũng thay đổi nữa. Nó nghe nó ngọt hơn, tại vì cái chiếc mấy chiếc Hyper 950 á, nó bị cái là nó tiếng nó không có hay bằng 939 hoặc là 821. Nhưng mà cái kiểu bô này nó làm cho nó đỡ, nghe đỡ xíu. Đâu rồi, để cho nghe. Mày bật lên thử cho. Nghe nó ngọt hơn nhiều. So, bây giờ Tuấn nó đang qua cầu, cái này là cầu Sài Gòn đó ta. Rồi bắt đầu hướng về Thảo Điền, rồi từ từ chạy qua Thủ Đức, rồi băng về Biên Hòa, rồi thẳng qua Đồng Nai, rồi tới Long Khánh. Hiện tại là Tuấn đang dừng ở Thảo Điền. Ở đây là cái chùa nổi tiếng nè, chùa rất là to. Còn bên đây là Thảo Điền, đằng sau là Lai Mốc 81. Và thẳng đi là Đồng Nai, giờ Tuấn sẽ đi hướng đó. Rồi đi thôi. Định vị nhanh để cho các bạn đang biết là Tuấn đang ở đâu. Bây giờ Tuấn đang đi qua cầu Đồng Nai. Bây giờ hiện tại là Tuấn đang ở quận 9. Đây là cầu quận đây nè, sắp tới rồi nè, sắp chuẩn bị qua cầu Đồng Nai rồi. mấy người quẩy cho mình vô ăn cơm ấy. Cái này Tuấn thấy Việt Nam cũng hơi rất là tốt. Ở bên Mỹ thì nó không có nha. Đây chuẩn bị, đây là cầu Đồng Nai đây. Đây, voilà. Cầu Đồng Nai. Qua cầu này là hầu như là tới Đồng Nai rồi nha các bạn. Đây. Mỗi bên là cảng. Rồi Tuấn tới Biên Hòa rồi. Bây giờ Tuấn đây, cái này gọi là vòng xoay của Biên Hòa đây. Rồi hướng tới tiếp thôi, chạy về Long Khánh, Đồng Nai. Rồi, tới giờ thang định vị. Tuấn mới chạy qua ngã ba giữa quốc lộ 51 và Dầu Giây. Giờ Tuấn quẹo trái là đi thẳng xuống về hướng về Long Khánh, Đồng Nai. Tầm gần tiếng nữa Tuấn sẽ tới Long Khánh. Nhưng mà Tuấn sẽ tấp 15 phút để Tuấn uống miếng nước và thay cục pin. Thì cho coi thì như là 1 tiếng 15 phút nữa đi nha. Rồi Tuấn sẽ tới. Rồi đi thôi.
Rồi tới giờ định vị, Tuấn sắp tới ngã tư. Ngã tư tiếng Việt, tiếng Việt nói là ngã tư thứ ngã ba ta. Tới ngã ba đi Đà Lạt. Và tới đó là Tuấn biết là Tuấn rất là gần Long Khánh rồi. Thôi mình đi thôi nha các bạn. Rồi. Đây. Ok. Đây các bạn, mình quấn mà ngoài trái á, đi thẳng xuống là sẽ đi Đà Lạt. Nhưng mà Tuấn không đi đường này, Tuấn đi đường này để về Long Khánh. Đường này sẽ qua một cái số cây cao su rồi sẽ tới Long Khánh. Thôi đi thôi nha các bạn. Rồi sắp về quê rồi đó. Vòng xung quanh là hạt điều hoặc là cây cao su, đó là một cái đặc sản của Đồng Nai và Long Khánh. Đây nào, các bạn thấy không, bên trái bên phải đều là rừng cao su không. Nói chung là lúc mà Tuấn còn nhỏ, gia đình Tuấn hay đi qua đi lại á, Tuấn nhớ cái này lắm, nhớ mấy cái cây này nè, mấy cây rừng cao su này nè. Tuấn ở Long Khánh, không phải Long Khánh mà Tuấn ở Xuân Lộc Đồng Nai tới 5 tuổi rồi Tuấn mới đi Mỹ. Nhưng mà Long Khánh rất là quen biệt với Tuấn, tại vì nói chung là cuối tuần đi ăn uống hay là đi chơi thì gia đình của Tuấn hay dẫn Tuấn lên Xuân Lộc, dẫn Tuấn lên Long Khánh để đi ăn hoặc là đi công viên nước hay là sở thú hay gì đó. Nhưng mà trước khi Tuấn ghé đây các bạn thấy chưa, thấy cái sign chưa, thành phố Long Khánh xin chào quý khách, tiếng Anh là say welcome to Long Khánh City. Rồi đó, cái núi đằng sau đó là biết là tới rồi đó. Nhưng mà trước khi Tuấn ghé Long Khánh, Tuấn muốn ghé một cái chỗ này. Hồi xưa nhà Tuấn hay dẫn Tuấn đi chơi đây nè. Nói chung là ở đâu có nơi nước là nhiều nước, rất là cảm giác rất là yên tĩnh. Và mình có một cái hầu như là yên bình trong tấm lòng của mình.